Xin chào, tôi là Vũ Sơn Cảnh, phát thanh viên trên kênh Cảnh Đời Chị. Ngày hôm nay thì em Cảnh sẽ đưa lại cái đàn ngan mà em Cảnh chữa cách đây được 3 ngày. Cái đàn ngan đó là cái đàn ngan mà nó bị xuất huyết ruột rất là nặng. Vâng, cái bệnh xuất huyết ruột. Mà trước đó thì đã được một bác sĩ thú y rất nổi tiếng. Vâng, bác sĩ thú y nổi tiếng trên mạng xã hội, nổi tiếng hơn Cảnh Đời Chị rất nhiều, điều trị cái đàn này nhưng đã thất bại bởi vì là nó chết tới 600 con khi mà nó bệnh từ lúc 12 ngày, và trong quá trình điều trị đến ngày thứ 20, tức là trong 8 ngày thì nó chết 600 con và số còn lại là chỉ còn 400 con thôi. Khi mà em Cảnh nhận cái số còn lại này, tức là khoảng 400 con còn lại, thì chắc chắn rằng là trong đàn thì còn rất nhiều con nó đã nhiễm bệnh rồi. Tuy nhiên là sau 3 ngày điều trị thì đến hôm nay nó đã khác biệt hoàn toàn. Vâng, nó hao hụt rất là ít luôn, có thể nói là sang đến ngày thứ 2. Với liệu trình ngày đến ngày hôm nay là ngày thứ 3 thì cái ngày đầu tiên Cảnh không tính, bởi vì ngày đầu tiên thì thuốc của Cảnh chưa thể có tác dụng ngay được, nó ít nhất cũng phải sang ngày thứ 2. Thì em Cảnh sẽ tính từ ngày thứ 2, bởi vì khi đó thì thuốc nó mới có tác dụng cao. Sang đến ngày thứ 2 thì nó chỉ có phát ra có 5 con. Vâng, 5 con nhé. 5 con bị ngã ngửa thôi. Đến hôm nay nó vẫn chưa chết. Và hôm nay sang ngày thứ 3. Hôm nay sang ngày thứ 3 thì nó không phát ra thêm con nào. Trong cái quá trình điều trị ấy, của cái bệnh này thì nó không khó. Nhưng có điều nó phải sớm thì sẽ giữ được tỷ lệ rất là cao. Và yêu cầu ở đây là đàn ngan nó không bỏ ăn. Vâng, được cái là đàn này không bỏ ăn cho nên điều trị cũng rất là dễ. Và bây giờ thì em mời các bác đi sơ lược qua lại cái đàn này và kết quả cuối cùng nó như thế nào. Xin mời các bác. Đây là một đàn ngan 1.000 con. Và như tôi đã giải thích và tôi đã nói từ trước là đàn này là nó bị bệnh từ 12 ngày. Và đến ngày thứ 20 thì nó chết đã 600 con rồi và chỉ còn 400 con thôi. Trong cái quá trình điều trị thì nó không giảm và cái xuất huyết ruột là nó nặng hơn rất nhiều. Cho nên các bác mà gặp những cái đàn mà nó bị xuất huyết ruột thì tốt nhất là nếu như không tin tưởng một bác sĩ nào đó thì hãy alo cho em. Bởi cái bệnh này nó tương đối khó. Có thể nói rằng nếu như mà chữa không đúng thì nó mất cái thời gian vàng. Nó cũng giống như một bệnh nan y ở trên người, chữa không đúng đến lúc rồi nó nặng ra, không hồi phục được. Đây là cái hình ảnh chân thực nhất của cái đàn ngan này. Và đến cái ngày thứ 20 là nó chết rất nhiều. Ban đầu thì nó chết không nhiều như thế này đâu, nó chỉ chết lai dai. Mỗi ngày 120 con. Nhưng mà khi mà nó trở nặng rồi thì lúc đó là không thể đỡ nổi. Và một ngày nó có thể chết tới hàng 50 đến 100 con là cái chuyện rất là bình thường. Cái biểu hiện của nó là xuất huyết ruột tràn lan, xuất huyết ruột hình nhẫn, tức là nó xuất huyết theo kiểu vòng tròn ở trong ruột và nó ngã ngửa. Vâng, đây là một cái bệnh rất là nguy hiểm và chết khá nhiều, có thể nói là 100%. Còn đây là hình ảnh mới nhất, hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2024. Vâng, tức là hôm nay điều trị được sang ngày thứ 3, bắt đầu kết quả của ngày thứ 3 đây. Ngày hôm qua là ngày thứ 2 thì nó chỉ phát ra có 5 con ngã ngửa. Và đến ngày hôm nay thì cũng chỉ có 5 con đó thôi và không phát thêm ra một con nào. Và cái đàn này là cái đàn thứ 3 mà em điều trị thành công. Tức là gặp 4 đàn thì Cảnh em điều trị được 3 đàn. Còn một đàn em Cảnh thua bởi vì cái đàn đó nó bỏ ăn rồi và nó chết rất nhiều rồi. Cho nên Cảnh cũng không thể làm gì được. Vậy cho nên là khi gặp cái đàn như thế này thì các bác hãy alo cho em sớm nhất có thể. Biết đâu là em chữa được cho các bác, cứu lại được những cái thiệt hại không đáng có. Ai cũng muốn làm tốt nhất cái công việc của mình, tốt nhất có thể. Tuy nhiên với mỗi người có một cái khả năng khác nhau, nên cái này cũng là điều dễ hiểu và cũng rất dễ thông cảm. Tuy nhiên khi mà điều trị được khoảng 2 ngày mà nó không ổn thì tốt nhất là nên thay đổi cách làm. Còn nếu không làm được thì nên gọi người khác. Lúc này thì ta không nên giấu dốt nữa, mà ta phải thừa nhận rằng ta kém.
Khi mà ta thừa nhận được điều đó thì ta sẽ nhờ sự giúp đỡ của bên ngoài, của người khác, thì công việc nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Các cụ đã có câu: ngu dốt cộng với cần cù thành đại phá hoại. Vâng, và chính ở đây. Còn đây là cái tin nhắn mà em đã gửi cho bác chủ trại, và bác ấy đã trả lời như thế này, và mời các bác đọc. Liệu trình tối thiểu cho cái đàn này là 5 ngày mà mới dùng sang ngày thứ 3 thôi. Nó đã ổn rồi, đúng như cô bác chủ nói. Chưa dùng hết thuốc, đã giảm bệnh và không thấy tăng lên. Vâng, em Cảnh cũng rất là vui. Bởi vì đôi khi làm thì nó cũng có nhiều cái sai sót, thì muốn hỏi bác chủ để còn phải thay đổi hoặc là sửa đổi lại. Tuy nhiên nó đã ổn. Vâng, xin cảm ơn bác chủ và xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em trong một thời gian rất là dài. Từ cái lúc mà em thất bại cho đến lúc thành công. Rất là ghi nhận những tấm lòng của các bác. Và nếu như các bác chăn nuôi mà gặp khó về cái vấn đề bệnh tật trên con ngan, con vịt, con gà, hãy alo cho em bằng số điện thoại trên màn hình. Xin trân trọng cảm ơn. Đến đây thì em Cảnh xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.